lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng. Thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát em như sao diệu giật giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát. Không còn nữa để con trở về ngồi ôm gối mẹ
chuyện ngày xưa, mẹ không còn nữa để con trở về ngồi chiều tâm thành buổi hương mắt này
long lanh trên má. Vì giờ đây con đâu còn mẹ, lòng con đau khổ, lòng con đau khổ. Vì giờ đây con mẹ quá bơ vơ. Mẹ đã đi rồi, mẹ bỏ chúng con, mẹ già.
mãi mãi. Nhớ cha già vào ra đến chiếc lúc sớm hôm dây dứt dâng chào. Nhà xưa quạnh quẽ chương sâu, cha ôm mặt khóc khổ đau thân già. Yeah.
Thank you.
Nè, anh giỡn. Biệt ly cố nhìn
trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì
về làng quê, bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À theo lời yêu cầu của gia đình đến ban cai quản họ đạo, được sự chấp thuận của ban cai quản họ đạo, ai cũng có gia đình hết rồi, cha mẹ rồi, để làm tang lễ cho vị Nga theo nghi thức tôn giáo. Được sự chấp thuận của ban cai quản họ đạo đã điều động các ban bộ đến đây để lo ẩn liệm phát tang như cúng tế. Thì đêm nay gọi là đêm tế, đêm tế đêm nay tôi xin trình qua gồm chồng tế vợ, con tế mẹ và em cúng tế. Phần này quý cô bác nào có cúng tế người thân bằng của mình thì xin hãy sắm một mâm lễ vật lát nữa để chở vô để tế theo phần, để tôi xin trình qua cho cô bác được an toàn. Sau khi dứt lời là tôi xin kính mời các ban bộ thực hiện nghi lễ. Kính chào.
Thank you.
bước ra. Thank you.
thêm cây nữa là được thôi. Con có một cây cây á. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm tạ. Kính thưa ban tang lễ của họ đạo Cao Đài, kính thưa quý khách láng giềng bằng hữu gần xa cùng tất cả gia quyến thân tộc, chúng tôi xin trân trọng mọi đau buồn thương tiếc được lập lại cáo phó lúc 15:50 ngày 21 tháng 2 năm năm Giáp Ngọ. Vợ của chú hộ Nguyễn Quốc Việt, bà Thái Thu Nga đã từ trần sau nhiều năm lâm bệnh nặng, bỏ lại người chồng và hai con nhỏ. Bà đã sống ở cõi trần 54 năm. Hai ngày qua, thân tộc, hàng xóm và nhiều người thân thích đã đến giúp hậu sự, làm nhiều việc thiết thực, nhất là vào 19:30 ngày 21 tháng 2 năm 2014 nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Chúng tôi đã hoàn tất nghi thức tẩn liệm. Đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta còn ở bên linh cữu của bà Thái Thu Nga. Ngày mai vào lúc 10:00 ngày 23 tháng 2 năm 2014 nhằm ngày 24 tháng Giêng Giáp Ngọ, chúng tôi sẽ tiến hành nghi thức động quan và linh cữu sẽ được di quan về phần đất gia đình tại nhà kho phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Dự kiến trong giờ ngọ cùng ngày sẽ hạ quyệt. Nay trong tâm tình của gia đình, chúng tôi hướng đến tất cả quý khách đã dành thời gian đến đây giúp đỡ, phúng điếu, chia buồn, giúp nhiều việc và đưa linh cữu người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt quý bổn đạo Cao Đài đã góp phần kinh nguyện tâm linh cho tang lễ được chu toàn. Trong lúc tăng gia bối rối, chúng tôi có những sơ sót, xin quý khách niệm tình bỏ qua. Sau cùng, thay mặt gia đình, chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các vị tôn giáo, các quan khách, ban nhạc lễ, các bằng hữu láng giềng và toàn thể gia đình thân tộc. Mãi mãi chúng tôi sẽ khắc ghi những ơn nghĩa trên, nguyện xin ơn trên phù hộ cho tất cả mọi người. Cầu xin linh hồn Thái Thu Nga sớm về miền cực lạc. Cầu chúc Nguyễn Quốc Việt cùng hai con sẽ vượt qua số phận. Xin trân trọng cảm ơn.
thánh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ. Mãi trong con và trong